Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vợ Vân Quang Long bị tố là người sống giả tạo, hỗn láo với bố mẹ chồng. Người thân Vân Quang Long đã đăng loạt tin nhắn vạch trần sự thật về vợ kém tuổi của cố ca sĩ. Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2020 vừa qua, khán giả Việt Nam không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên Nhóm Nhạc 1988 qua đời. Theo nguồn tin thân cận cho biết, anh gặp cơn đột quỵ và mất tại Mỹ. Thông tin này khiến cho nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng đau xót. Được biết nam ca sĩ ra đi nơi đất khách quê người không có vợ con bên cạnh. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên bạn bè và người thân của Vân Quang Long đã đứng ra tổ chức tang lễ cho anh ở Mỹ, cho cốt của nam ca sĩ sẽ được đưa về Việt Nam và an táng bên cạnh mộ ông bà nội ở Sa Đéc, Đồng Tháp, bình yên bên khu vườn. Toàn bộ tiền phung điếu do nghệ sĩ, khán giả quyên góp ở Mỹ sẽ dùng để chăm lo cho phụ huynh và con của Vân Quang Long. Bên cạnh sự xót thương dành cho cố nghệ sĩ thì những câu chuyện xung quanh sự ra đi của Vân Quang Long cũng khiến nhiều người chú ý. Theo đó, mọi người đang tranh cãi nhiều vì cách bố mẹ Vân Quang Long nhắc tới vợ cũ cũng như không chấp nhận người vợ hiện tại của anh. Cụ thể, bố mẹ ruột Vân Quang Long không chỉ khẳng định không chấp nhận Linh Lan, vợ hiện tại của Vân Quang Long là con dâu mà còn cấm không cho cô vào nhà. Giữa những lùm xùm vừa qua thì mới đây vợ Vân Quang Long đã bị một người thân của cố ca sĩ vạch trần là người sống giả tạo, không biết phải trái. Theo đó, người này đã tung toàn bộ những tin nhắn liên quan đến Linh Lan trước đây và cho rằng những lời bố mẹ Vân Quang Long từng chia sẻ về cô là hoàn toàn đúng sự thật. Trên trang cá nhân của ca sĩ Phạm Thanh Thảo, cô cũng chia sẻ lại bài đăng này cùng chú thích tấm màn sự thật từ hé mở, sẽ còn nhiều thứ nhé mọi người ơi. Mình và ông xã là nhân chứng sống, không biết bao lần thấy Lan bị chửi, rồi đọc luôn những tin nhắn em ấy chửi ba mẹ Long rất nặng lời, không muốn nói là rất, hỏi sao những bậc nhà văn, nhà giáo như ba mẹ Long, trọng chữ lễ nghĩa, sao chấp nhận nổi một người như thế làm dâu. Càng nghĩ càng thương cho Long, càng nói càng xót cho Long. Nguyên văn bài bóc phốt Linh Lan như sau: mọi người chung tay chia sẻ bài để cả nước biết được em Linh Lan như nào mà gia đình anh Long không chấp nhận. Mấy em nhỏ ngưng chửi ba mẹ anh Long đi ạ, nghiệt lắm. Còn riêng em Linh Lan, bữa giờ em lộng hành chắc cũng đủ rồi em ha. Em có thể qua mặt được người dân bên Việt Nam, chứ anh chị em thân thiết với anh Long em không qua mặt được đâu. Vì ai ai cũng biết cái bản chất mất dạy của em hết đó. Thời gian vừa qua, không ai lên tiếng là vì anh chị em muốn chu toàn cho anh Long để tiện anh đoạn cuối thôi. Giờ mới là lúc vạch trần bộ mặt của em cho toàn dân biết nè. Với Linh Lan em đẹp, nhưng cái nét của em tỷ lệ nghịch với cái đẹp của em. Người ta nói cái nét đánh chết cái đẹp, rồi em coi cả nước sẽ biết được cái nét xấu xa của em như thế nào. Nếu em coi anh Long là chồng như em nói trên cáo phó vợ chính thức, thì em đã không để những bài đăng tác tên Linh Lan trình hình ra đó cho cộng đồng mạng bình luận chửi rủa ba mẹ anh như vậy. Sống giả chân như em, mình em làm được thôi Lan ạ. Em cứ chờ đi, ai cũng sẽ thay nhau mà lên tiếng thôi. Ở đời không ai tốt hơn ai, nhưng thái độ giả chân của em chị phải ngưỡng mộ, vì nó quá sức giả tạo. Ngày anh Long còn chưa được đưa đến nhà quản chính, em đã lo gọi điện thoại cho anh em bên này: anh ơi, tiền phung điếu đừng gửi hết về cho ba mẹ anh Long, vì như vậy Helen sẽ không có phần. Trời ạ, chồng mất còn chưa đâu vô đâu, em đã lo xí phần tiền phung điếu. Chị nể em thật, biết là em lo, nhưng Helen cũng là một đứa con nít, mà con nít thì không có tội, nên chắc chắn Helen sẽ được nuôi nấng đến khi đủ tuổi, chứ có ai bỏ bé đâu. Mà em lo xa quá, nên dẫn đến việc em cho người nhà post hình hồi xưa ba anh Long lên Sài Gòn thăm anh rồi chụp hình em bảo hình đám hỏi. Hỏi cái khúc nào vậy em? Nếu mà có hỏi có dạm chắc giờ Facebook tràn lan hình đám hỏi em rồi. Còn gì để mà nói lại em? Còn việc từ thiện, có ai như em từ thiện qua tin nhắn, nhắn hết anh chị em bạn bè quen thuộc của anh Long bên Mỹ, Canada để xin từ thiện, không trả lời thì nhắn tiếp, có cho không để biết để tính. Mạ cha ơi, xin từ thiện như em khôn lòi quá, không giấy không tờ không kê khai, cứ 200 đô la, 300 đô la, 500 đô la gửi về cho em ấy sửa nhà làm móng cho gì, anh nào lỡ hứa cho 700 đô la, sau đó chỉ gửi được 500 đô la là còn thiếu 200 đô la y rằng Lan đòi đành vậy. Ôi thôi, tội quá Lan ơi là Lan. Giờ cả cái Shizaku này hỏi ra ai cũng được Lan nhắn tin xin từ thiện hết ạ. Mà cứ copy and paste in nguyên bản vậy đó. Khổ tâm không chứ. Còn nữa nha, cả nhà đón xem bộ phim dài tập và trần bộ mặt giả cho Linh Lan. Cô Long người này tiết lộ Linh Lan thường xuyên nhắn tin cho bạn bè của chồng để xin tiền làm từ thiện, nhưng sự thật thì lại không làm, thay vào đó cô lại liên tục thả thính và khoe tiền trên mạng xã hội thời điểm lúc đang kết hôn. Cô còn có động thái trả lời một bình luận từ mạng xã hội cho hay mình đang tìm người mang hạnh phúc đến vợ của Vân Quang Long, còn bị tố là một người sống không biết lẽ phải, hỗn láo với người lớn, thích đàn đúng ăn chơi không lo cho con gái bạn thân của Vân Quang Long. Còn tiết lộ khi tang lễ của cố ca sĩ chưa xong, Linh Lan đã gọi sang Mỹ bảo mọi người khi gửi tiền về đừng gửi cho phụ huynh của chồng, vì như thế con gái Helen sẽ không có phần. Hiện tại những thông tin hé lộ về vợ kém tuổi của Vân Quang Long đang khiến nhiều người không khỏi xôn xao bàn tán. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.